Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Tập quấn nghiệp vụ kỹ năng phát triển sản phẩm ô cốp. Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc Nam dồn dập thi công. Tin thế giới, nhiều nước châu Âu áp thuế lợi nhuận đối với các công ty năng lượng. Thưa quý vị, tại huyện Châu Thành, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch vừa tổ chức lớp tập quấn kỹ năng phát triển sản phẩm du lịch ô cốp tại điểm du lịch khu lưu niệm gắn với nghệ thuật đần ca tài tử cho các doanh nghiệp kinh doanh điểm đến du lịch, nhà hàng và các cán bộ tham gia chương trình ô cốp trên địa bàn huyện Châu Thành, Cần Chuột, Cần Trước, thành phố Tân An và Tân Trụ. Tại buổi tập quấn, các đại biểu được giảng viên trường cao đẳng du lịch sài gòn giới thiệu về chương trình ô cớp các chính sách chủ trương định hướng mới cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ô cớp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch phân tích hiệu quả việc kết hợp mô hình kinh doanh điểm đến du lịch giao lưu đơn ca tài tử trưng bày mua bán sản phẩm ô cớp thông qua lớp tập quấn nhằm giúp các doanh nghiệp chủ thể ô cớp các đơn vị chuyên môn tham gia quản lý chương trình ô cốp trong tỉnh nắm rõ chương trình xây dựng sản phẩm ô phát triển các sản phẩm ô cốp gắn với tiềm năng thế mạnh du lịch cộng đồng của địa phương, kết hợp giao lưu đơn ca tài tử Nam Bộ vào chương trình du lịch, thu hút sự quan tâm của du khách. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu cho ngành du lịch và nâng tầm chất lượng sản phẩm ô cốp của địa phương. Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực trẻ ngành du lịch, đồng thời giải quyết bài toán khó khăn về nhân sự, Diện Nghiên cứu Du lịch Xã hội trực thuộc Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam đã tổ chức lớp hỗ tướng du lịch tại thành phố Tân An nhằm đào tạo kỹ năng du lịch chuyên sâu cho sinh viên, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn gồm 12 chuyên đề liên quan đến du lịch như điều hành, sale, marketing, các kỹ năng văn phòng, những nghiệp vụ cần thiết khi điều hành tour quốc tế. Thông qua lớp học, sinh viên sẽ được tham gia, chia sẻ, đào tạo chuyên sâu từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch. Với lại uh, du lịch của nước, nước mình, tỉnh mình nói riêng thì theo uh những năm Covid thì đang dần hồi phục thì em nghĩ lớp học sẽ cho em được những kỹ năng để cho em phát triển hơn trong công việc sau này. Ngoài việc trang bị cho học viên kiến thức, kinh nghiệm thực tế thì đây còn là dịp để các sinh viên hướng dẫn viên du lịch tiếp cận với các doanh nghiệp du lịch, tạo nguồn nhân sự của ngành du lịch tỉnh nhà. Cái việc cơ bản đầu tiên đó chính là đào tạo, đào tạo lúc nào nó cũng sẽ là một nhiệm vụ đi đầu tiên phong và khi mà du lịch phát triển thì cũng vẫn còn có đào tạo để tập trung vào chuyên môn. Bây giờ thì chưa phải là quá tập trung vào chuyên môn, bây giờ là cần lan tỏa ra trước rồi sau đó 1 năm 2 năm 3 năm khi nào du lịch Long An đã bắt đầu xác định được vị trí của mình trên thị trường du lịch Việt Nam hay là thế giới rồi thì chúng ta mới bắt đầu tập trung vào những bài toán sâu hơn đó là về chuyên môn, về nghiệp vụ. Sau hơn 2 năm trải nghiệm qua đại dịch COVID-19 ngành du lịch cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng đã mở cửa trở lại với nhiều cơ hội cũng như thách thức không nhỏ. Với mong muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành du lịch, lớp tập huấn là một trong những hoạt động góp phần vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp không khói tỉnh nhà. Thưa quý vị, thiết thực hưởng ứng thắng cao điểm vì người nghèo năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Bến Lức đã tổ chức bàn trao 6 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở tại xã Thanh Qua. Căn nhà có diện tích nhỏ nhất là 54m2, lớn nhất là 90m2. Kinh phí xây dựng mỗi căn từ 90 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Trong đó quỹ diện người nghèo quyện hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Trong buổi bàn giao nhà, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quyện Bến lức chúc mừng và mong các gia đình nhận được nhà sẽ an cư lạc nghiệp, tập trung phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Được biết, đây là 6 căn nhà đại đoàn kết trong tổng số 20 căn, trị giá 1,1 tỷ đồng. Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyện Bến Lức, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quyện, dân động xây tặng, góp phần xóa nhà dột nát trên địa bàn quyện trong năm 2022. Tại quyện Cần Chuột, Bệnh viện Đa khoa khu vực của quyện vừa tổng kết hoạt động quỹ trị bệnh nhân nghèo suy thận. Đầu năm 2020, cơ sở lọc thận bệnh viện đa khoa khu vực cần chuột đưa vào phục vụ người bệnh với những trang thiết bị hiện đại hạ tầng khang trang thiết kế hệ thống lọc nước ro hoàn toàn mới theo chuẩn bộ y tế đồng thời theo hình thức xã hội hóa công ty b freon đặt 10 máy lọc thận thế hệ mới hai màng lọc để phục vụ người bệnh tùy theo mức độ nặng nhẹ của suy thận mạng mà người bệnh sẽ chi trả từ 300 đến 450 000 đồng cho mỗi tuần điều trị được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm bệnh viện thành lập quỹ vì bệnh nhân nghèo suy thận Đến nay, số tiền nhận được hơn 380 triệu đồng đã chi hỗ trợ tiền thuê máy lọc thận cho gần 1.200 lượt bệnh nhân suy thận mạng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 350 triệu đồng. Tại buổi tổng kết, đại biểu cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ vì bệnh nhân nghèo suy thận số tiền gần 70 triệu đồng. Trung tâm Y tế Quyền Đức Hòa phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện với phân châm một giọt máu triệu tấm lòng Đợt này, quyện có 325 tình nguyện viên là cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn đến đăng ký tham gia hiến máu. Qua kết quả khám sàng lọc, quyện Đức Hòa tiếp nhận 289 đơn vị máu. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn quyện Đức Hòa luôn được người dân quan tâm hưởng ứng. Thông qua đây đã có phần khắc phục tình trạng thiếu máu, đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị hiện nay. Thưa quý vị, một giờ lên lớp là hoạt động đầy thú vị do trường trung học phổ thông Đông thành quyền Cần Duộc tổ chức nhằm giúp cho các em học sinh trải nghiệm được làm giáo viên để thấu hiểu những chất giả và khó khăn của những người thầy. Từ đó thêm yêu nghề giáo và có thái độ học tập nghiêm túc hơn. Đây là tiết học tiếng Anh tại lớp 12A10 do học sinh Đào độ Trung Nguyên đứng lớp. Dù là lần đầu tiên được trải nghiệm làm giáo viên, nhưng Nguyên rất tự tin và đầu tư soạn bài rất kỹ, chuẩn bị các video clip minh họa chia tổ thảo luận, thường xuyên tương tác với các bạn. Nhờ đó không khí lớp học rất sôi nổi. Thì qua cuộc thi này em thấy là khá hữu ích cho học sinh có thể trải nghiệm được cách làm giáo viên và có thể chọn được ngành nghề học học cho sau này. Và cái điều mà em học được từ cái cái gọi là cái phong trào này á, là cách giảng dạy của giáo viên và mình hiểu được, thấu hiểu được cái gọi là những cái sự cực khổ của ngành giáo viên. Mỗi tiết dạy của học sinh, các giáo viên sẽ dự chờ để chuẩn bị cho 45 phút giảng bài. Học sinh của từng khối phải soạn giáo án, thu thập tư liệu, tập dược dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Khi đứng trên bục giảng, các thầy cô giáo trẻ đều làm tròn nhiệm vụ của mình, trong đó có nhiều tiết dạy mang tính sáng tạo được chính thầy cô bộ môn khen ngợi đánh giá cao. Sau một cái tiết một giờ lên lớp của em Đào Đỗ Trung Nguyên lớp 12A10 á thì cô nhận thấy rằng á em chuẩn bị rất là chu đáo, kỹ lưỡng, nội dung em truyền tải cho các bạn thì rất là chính xác và các bạn hợp tác với em rất là tốt. À, tuy nhiên à, về à, vì chắc chưa được qua lớp à, trường lớp sư phạm cho nên về cái phong cách à, à, thầy giáo của em thì chưa có à, chuẩn lắm. Một giờ lên lớp là một trong những phong trào mà đoàn trường tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. qua đó tạo cơ hội cho học sinh có à, có dịp rèn luyện những cái kỹ năng về quản lý tổ chức cũng như là có sự dạng dĩ đứng trước một đám đông đồng thời cũng giúp cho những học sinh có định hướng trở thành giáo viên có một cơ hội để hiểu rõ hơn về công việc hàng ngày của một nhà giáo. Một giờ lên lớp thông qua hoạt động đầy thú vị và hết sức ý nghĩa này đã có 41 học sinh của trường được tham gia trải nghiệm làm giáo viên. Qua đó không chỉ giúp các em hiểu hơn về nghề giáo mà nhà trường còn mong muốn hướng nghiệp, truyền lửa cho những học sinh giỏi có đam mê theo nghề sư phạm. Xin được chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, đến thời điểm này, các nhà thầu, ban quản lý dự án của các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2022 đều đang tăng tốc để có thể đưa 4 dự án cán đích đúng tiến độ đã đề ra. Cập nhật tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, Đại diện ban điều hành dự án cho biết, đến đến ngày 11 tháng 11 năm 2022, sản lượng thi công dự án đạt gần 74% giá trị xây lắp cá hợp đồng, chậm khoảng 1,5% so với kế hoạch. Đoạn chỉnh Hảo phân Thiết, ban quản lý dự án 7 cho biết, tính đến, đến hết tuần đầu tiên của tháng 11, khối lượng thi công dự án đạt hơn 3.600 tỷ đồng, đạt gần 58% giá trị các hợp đồng. Theo tiến độ của Bộ Giao thông Vận tải, cuối năm nay, 4 dự án thành phần phải về đích gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây có thể thông xe, thông xe kỹ thuật tuyến chính trong năm nay. Quỹ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thống nhất chủ trương đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng cho dự án trang trí hoa, điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2023 sắp tới. Cụ thể, Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung trang trí hoa phục vụ Tết năm 2023 tại 9 vị trí trọng điểm dọc bên bờ sông Hàn. Trong đó có khu vực trước trung tâm hành chính thành phố, đường Trần Phú, Bạch Đằng, quảng trường hai đầu cầu Rồng. Đồng thời tập trung trang trí điện chiếu sáng tại đường Thành Điện Hải, đường Võ Nguyên Giáp và đoạn bảo tàng Chăm, cầu vượt Trần Thị Lý, đài tưởng niệm đường 2 tháng 9. Sau hơn 2 năm trầm lắng vì dịch bệnh, dự án trang trí hoa điện chiếu sáng Tết 2023 với tổng đầu tư 14,5 tỷ đồng nhằm đáp ứng kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của trung tâm du lịch miền Trung sau dịch Covid-19 và hứa hẹn những thành tựu đột phá của Đà Nẵng trong các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Thưa quý vị, theo kết quả mới nhất cập nhật từ cuộc tổng điều tra dân số nhà ở của Tổng cục Thống kê, tính trung bình cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có ô tô. Nếu tính chung cả thành thị và nông thôn thì các tỉnh thành có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô cao nhất là thành phố Hà Nội với 12%, thành phố Đà Nẵng là 10,7% và Thái Nguyên là 10,3%. Thái Nguyên không phải là thành phố lớn nhưng lại có tỷ lệ sở hữu ô tô cao và là tỉnh có tỷ tỉ lệ sở hữu ô tô lớn nhất với 99.200 phương tiện ô tô đang được quản lý. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp năng lượng đang hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng giá khí đốt, nhiều nước châu Âu đã quyết định áp thuế ở mức khá cao từ 35 đến 60% đối với phần lợi nhuận bất thường của các doanh nghiệp này. Bộ Tài chính Áo cho biết nước này dự định áp thuế tạm thời đối với lợi nhuận bất thường của các công ty dầu mỏ và khí đốt ở mức 40% từ nay cho đến cuối năm 2023. Ước tính số tiền thu được là từ khoảng 2 đến 4 tỷ euro và sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Trong khi đó, nước láng giềng của Áo là Cộng hòa Séc đã đưa vào áp dụng ngay loại thuế này nhưng ở mức rất cao lên tới 60% đối với các công ty năng lượng và ngân hàng. Thời gian áp dụng trong khoảng 3 năm. Ngoài ra, chính phủ Séc cũng đã thông qua việc áp giá trần đối với điện và khí đốt. Anh Quốc cũng cho biết sẽ tăng thuế lợi nhuận bất thường đối với các công ty năng lượng lớn từ 25% lên 35% và gia hạn biện pháp này đến năm 2028. Theo thỏa thuận toàn liên minh châu Âu, các nước thành viên có thể áp thuế đối với lợi nhuận bất thường của các công ty năng lượng, ít nhất là 33%. Nhằm bảo vệ sự phát triển lành mạnh trong lĩnh vực giao hàng trực tuyến, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc mới đây đã triệu tập đại diện của LalaMove để cảnh cáo về những hành vi bất thường trong hoạt động của công ty giao hàng trực tuyến này, đồng thời coi đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những doanh nghiệp khác. Theo thông báo của bộ trên, đại diện của LalaMove đã được triệu tập tới một cuộc họp liên bộ về phối hợp giám sát các hình thức vận tải mới. Tại cuộc họp này, các quan chức của Trung Quốc yêu cầu LalaMove phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng giảm giá dịch vụ thấp hơn mặt bằng chung, đưa ra các tiêu chuẩn tính phí hợp lý hơn và loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp để duy trì sự cạnh tranh công bằng. Ngoài ra, LalaMove cũng được yêu cầu phải rà soát toàn diện các vấn đề nội bộ, thực hiện các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tài xế. Nhân dịp này, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng cảnh báo các công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa trực tuyến khác như Full Truck Alliance, Didi Freight và Gogos Holdings yêu cầu các công ty này phải khắc phục những vấn đề nội tại nhằm bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành vận chuyển hàng hóa trực tuyến. sử dụng các màu cơ bản và nét cọ đen quyền bí, nữ họa sĩ người Iran đã làm bừng sáng một phòng tranh ở thành phố New York của Mỹ bằng những tác phẩm nghệ thuật khác lạ. Các bức họa của cô được lấy cảm hứng từ nghệ thuật thư pháp pha chút chấm phá hiện đại từ những trải nghiệm của bản thân. Nữ họa sĩ Fati người Iran đã nghiên cứu thi pháp truyền thống trong rất nhiều năm và kết hợp với các yếu tố khác để sáng tạo nên các bức vẽ của riêng mình. Tôi có một tình yêu rất lớn đối với chữ viết, thư pháp và tôi luôn nhìn nhận rằng chữ viết ở bất cứ ngôn ngữ nào, Nhật Bản hay Trung Quốc đều biểu đạt một hình ảnh nào đó. Tôi bị mê hoặc bởi hình dáng của các từ ngữ ấy. Buổi triển lãm của nữ họa sĩ Fati có tên gọi Con đường phía trước kể về mối liên hệ giữa cô và quê nhà, thủ đô Tehran của Iran. Nhiều bức tranh cô vẽ là cảnh đồi núi gợi nhớ về quê hương và chúng được vẽ trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành. Các bức tranh độc đáo của Fati hiện đã nằm trong bộ sưu tập vĩnh viễn tại hai bảo tàng nổi tiếng thế giới là Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan tại New York và Bảo tàng Anh Quốc tại London. Nhằm chào đón mùa lễ Giáng sinh, những ngày này, dường thực vật ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đang diễn ra các hoạt động trình chiếu ánh sáng lung linh. Chủ đề của sự kiện năm nay xoay quanh các loài nấm. Sự khéo léo trong cách bày trí của ban tổ chức đã mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm tuyệt vời. Ở khu vực ngoài trời, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều loài nấm cũng như quá trình sinh trưởng của chúng qua những mô hình đa dạng về kích thước có gắn đèn led lung linh nhiều màu. Bên cạnh đó còn có nhiều tiểu cảnh thú vị khác. Riêng khu vực trong nhà thì trưng bày những bức ảnh mà các nhà khoa học đã ghi lại được vẻ đẹp của các loài nấm ở những góc nhìn khác nhau. Ban tổ chức cho biết chủ đề của cuộc triển lãm năm nay xoay quanh các loài nấm bởi chúng mang vẻ đẹp rất đặc biệt. Cuộc triển lãm ánh sáng thường niên ở dường thực vật thành phố Madrid mang đến cho người dân địa phương một điểm tham quan thú vị, đồng thời thu hút khách du lịch đến với thành phố này trong mùa lễ hội cuối năm. Triển lãm sẽ khép lại vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Phần tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đông An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.